Đây, 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 đây. Ông thấy mẫu này của Jody đẹp này mày này. Mình cái mồm vào. Chứ không người ta thấy mình thích người ta lại bóp giá. Vào này, mày nhìn hộ chị cái này có vẻ nhìn hơi cháo lòng không nhỉ? Cháo lòng ấy à? Em thấy bình thường mà. Thôi vậy mày bán rẻ rẻ cho chị nhá. Để thỉnh thoảng chị mặc ở nhà ấy. Em thấy cái mẫu này nhìn nó cũng sạch sẽ, lịch sự, sang trọng mà chị. Chị biết rồi. Nhưng mặc áo này ra đường trông nó vẫn nửa chùa lắm. Thôi mày bớt cho chị 100. Chị để mặc ở nhà nấu ăn thôi mà. Mắt thẩm mỹ của chị bị làm sao đấy? Thế tóm lại mày không bớt gì? Đó phải tao đi mua chỗ khác. Ê, từ từ đã chị ơi, em bảo này này. Tao biết ngay mà, cái đòn vớ vẩn, chốt lại là bán cái gì? Để áo cho người ta. Còn đâu? Ok cái bà kia. Tao thích để ở đây đây. Làm sao? Nhưng mà cái áo đấy đẹp mẹ, con thích áo đấy. Mày vẽ cái mồm thôi. Từ từ nó khắc họa quay lại nó bán cho. Quay lại xong nó chịu gọi mình quay lại. Mấy chị ơi. Đấy đấy, tao biết ngay mà cái văn này lẫn đi đâu được, kiểu gì chẳng phải bán. Dạ không phải đâu chị ơi. Rõ ràng mày vừa gọi tao quay lại xong, giờ lại bảo không phải. Đã thế sĩ tao không mua nữa. Nhờn à. Ừ, nhưng mà chị ơi. Đấy nhá, lần này rõ ràng là mày gọi tao lại trước nhá. Thế tóm lại có bán không? Dạ em không bán ạ. À, mày thích cây không muốn lá rời cành chứ gì. Rồi có chỗ rẻ hơn mà thôi. Mày cứ đòi đấy nhá. Ôi mẹ, người ta không gọi lại nữa đâu. Con thích áo đấy lắm rồi, mua cho con đi. Từ từ đã xem nào. Mua cho mà mặc về nhà mà chửi tao. Thôi được rồi, mất đi 20 cho nó tình anh em nhá. Thôi của tao đã nhả cơ xuống nớt rồi mày còn định rắn à? Thế giờ mày thích như nào? Mày thích triệt khách phải không? Đã vậy tao review cái quán này luôn cho mọi người biết. Bây giờ ý mày như nào? Máy đâu? Bây giờ ý mày như nào? Bây giờ nghìn người xem rồi. Bây giờ mày không bán cho tao đúng không? Mày thích triệt giá phải không? Con lạy mẹ, con là khách mua hàng. Nhân viên ở kia kìa. Really nigga.